Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư, ngày 27 tháng 9. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức lễ đón nhận chứng nhận lễ nhảy lửa của người Pà Thèn được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tích cực phòng chống bệnh đau mắt đỏ. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thảo luận biện pháp tránh đóng cửa chính phủ. Gần 7 triệu người Canada đang phải vật lộn để có đủ thực phẩm. Sáng nay, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan khối kinh tế quý 3 năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành, cơ quan khối kinh tế, lãnh đạo các huyện, thành phố. Quý 3 năm 2023, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thường trực các ban Hội đồng Nhân dân, văn phòng, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định. Việc quán triệt học tập triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đảm bảo kịp thời. Việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục có đổi mới. Các nghị quyết ban hành đã kịp thời cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri tiếp tục được thực hiện. Hàng tháng giám sát một số kiến nghị tại cơ sở. Trong quý 3, Ban cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế xã hội, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 5.660 tỷ đồng, nâng tổng giá trị từ đầu năm đạt hơn 15.400 tỷ đồng. Kinh tế nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức thành công chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và lễ hội Thành Tuyên năm 2023. Trong quý 3, tỉnh đón hơn 460.000 lượt khách, ước thực hiện 9 tháng đạt gần 2,3 triệu lượt, doanh thu xã hội từ du lịch đạt gần 2.700 tỷ đồng. Nhiều dự án quan trọng đã và đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ, thu ngân sách 9 tháng ước đạt trên 1.850 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp đẩy nhanh giá trị các ngành sản xuất, đặc biệt bổ sung giá trị sản xuất công nghiệp bị thiếu hụt, thực hiện tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ thực hiện một số dự án dự kiến có quy mô giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách, các giải pháp về phát triển nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023, các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tập trung tháo gỡ giải quyết khó khăn vướng mắc cho từng công trình dự án, nhất là các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, các giải pháp thực hiện sản xuất nông lâm nghiệp. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 năm 2023, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh, các cơ quan khối kinh tế, các huyện ủy, thành ủy bám sát chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu thực tế, khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế, ra soát các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2023 để có giải pháp thực hiện phù hợp, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng, hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 và các phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, khảo sát theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Ban cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban dân tỉnh chủ động nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng ngành lĩnh vực, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2023, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chế độ chính sách đối với giáo viên, đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra. Chiều nay, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan khối đảng, đoàn thể, nội chính tỉnh quý 3 năm 2023. Trong quý 3, các cơ quan khối đảng tỉnh cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, trọng tâm đã tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy đón tiếp các đoàn công tác các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách tại Tuyên Quang. Tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, phối hợp tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Giúp cấp ủy lãnh đạo về công tác cán bộ, định hướng tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác đề ra. Các hoạt động hướng về cơ sở có ý nghĩa thiết thực được tổ chức hiệu quả kịp thời. Các cơ quan khối nội chính tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thực hiện hiệu quả các mặt công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thảo luận của các đại biểu đã phân tích làm rõ, nêu bật những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản, chế độ thông tin, báo cáo, công tác nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, công tác cán bộ, vấn đề biên chế giáo viên. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị các cơ quan khối đảng đoàn thể, nội chính tỉnh bám sát nội dung nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Tham mưu giúp cấp ủy tỉnh thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị, kết luận, quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan trong khối làm tốt công tác phối hợp, tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Làm tốt các nội dung về công tác dân vận, công tác dân tộc tôn giáo, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các cơ quan khối nội chính thường xuyên nắm bắt, phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, đảm bảo sự vững an ninh trật tự ở cơ quan đơn vị, địa bàn quản lý. Chiều nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện. Tới sự có đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Thượng tá Lê Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hàm Yên, nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Chính ủy quân khu 2 bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Mậu, trưởng ban tác huấn Phòng tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hàm Yên từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Tối qua tại xã Hồng Quang, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức lễ đón nhận chứng nhận lễ nhảy lửa của người Pa Thèn được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, một số sở ngành của tỉnh cùng đông đảo người dân và du khách thập phương. Dân tộc Pa Thèn cư trú chủ yếu tại thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình và xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa với khoảng 700 nhân khẩu. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Pa Thèn, ngọn lửa tượng trưng cho sự sống, sự ấm no hạnh phúc và không thể thiếu trong đời sống. Lễ nhảy lửa là lễ hội của người Pa Thèn thường diễn ra vào những lúc nông nhàn. Khi mọi công việc đồng áng đã xong, bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 âm lịch năm trước đến 15 tháng 1 âm lịch năm sau. Lễ hội có lịch sử lâu đời và được gìn giữ, duy trì qua nhiều thế hệ. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao chứng nhận lễ nhảy lửa của người Pa Thèn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện lãnh đạo huyện Lâm Bình. Rất vinh dự là được công nhận là cái lễ này, nhảy lửa của dân tộc Pa Thèn được di sản văn hóa phi vật thể. Rồi, bản thân tôi rất và anh em nghệ nhân nhảy lửa thì rất tự hào. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ bảo tồn cái lễ hội nhảy lửa này và cũng truyền dạy lại cho các thế hệ của con em. Đây là một cái nghi lễ rất là huyền bí mà là rất là độc đáo đối với cộng đồng dân tộc Pa Thèn, để tiếp tục duy trì, gìn giữ được cái bản sắc dân tộc này. Thứ nhất là đối với cộng đồng dân tộc tại thôn Thượng Minh thì là về ý thức trách nhiệm đối với nghệ nhân cũng như là các thế hệ các cháu đã là được tôn vinh, được đi tham gia lớp học thì các cháu rất là tôn trọng, vì cái này là một cái niềm tự hào đối với dân tộc. Và đối với cấp ủy chính quyền thì tôi đã từ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đã được thúc đẩy về cái vấn đề là về quảng bá về cái nét đặc sắc của đồng bào dân tộc, đặc biệt là gắn với cái du lịch hôm Tây, du lịch cộng đồng của thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang cũng như là huyện Lâm Bình.
tỉnh Tuyên Quang đang từng bước xây dựng lễ hội nhảy lửa trở thành sản phẩm du lịch đặc thù để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước muốn khám phá văn hóa độc đáo của dân tộc Pà Thèn. Lễ đón nhận là dịp quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc lễ nhảy lửa của người Pà Thèn, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống, góp phần giữ gìn di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc. Hôm nay, đại biểu Quốc hội Âu Thị Mai, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiếp xúc cử tri tại xã Công Đa và xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Sơn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã Công Đa và Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đã được nghe đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến thời gian nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cử tri kiến nghị đến đại biểu Quốc hội các vấn đề như đầu tư nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông liên xã Công Đa đi xã Đạo Viện, bổ sung thêm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xem xét bố trí sắp xếp cán bộ đối với các chức danh còn thiếu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn, trạm y tế, đẩy nhanh tiến độ cung cấp cây giống cho nhân dân phục vụ trồng rừng. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại diện chính quyền địa phương, các sở ngành có liên quan tiếp thu giải đáp làm rõ. Đại biểu Quốc hội Âu Thị Mai tiếp thu các ý kiến của cử tri hai xã để tổng hợp báo cáo Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trước đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho trường mầm non xã Công Đa và trường mầm non xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn. Sáng nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam đã tặng quà Trung Thu, trao xe đạp cho các em học sinh nghèo, trẻ khuyết tật mồ côi tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn nhân dịp Tết Trung Thu năm 2023. 105 xuất quà, trong đó có 25 xe đạp với tổng giá trị gần 100 triệu đồng đã được trao tặng cho các em học sinh thuộc hộ nghèo, trẻ khuyết tật, mồ côi tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Món quà được các nhà tài trợ quyên góp ủng hộ thông qua Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam. Hoạt động thể hiện sự đồng hành của các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã khích lệ động viên các em học sinh nghèo, trẻ khuyết tật, mồ côi có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên trong học tập. Sau đây là cập nhật tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp tính đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2023. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt 2.161 tỷ đồng trên 6.954 tỷ đồng, đạt 31,08% kế hoạch, tăng 0,16% so với kỳ báo cáo ngày 25 tháng 9 năm 2023. Giá trị giải ngân tăng thêm 11,462 tỷ đồng. Trong đó, 15 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước. 14 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước gồm: 1. Đối với sở, ban ngành cấp tỉnh, 10 đơn vị. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 37,8%. Sở Y tế, 39,9%. Sở Công Thương, 35,2%. Sở Thông tin và Truyền thông, 25,8%. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, 23,1%. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, 19,5%, Sở Tài chính, 20,7%, Sở Xây dựng, 4,7%, Trường Cao đẳng Nghề, 1%, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, 0,8%. 2. Đối với Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, 4 đơn vị gồm huyện Lâm Bình, 31,7%, huyện Yên Sơn, 26,7%, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang, 21,5%, huyện Hàm Yên, 10,06%. Một số chủ đầu tư có giá trị giải ngân tăng hơn so với kỳ báo cáo ngày 25 tháng 9 năm 2023, 10 đơn vị gồm: Ban di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang tăng 2,06%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,522 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng 1,57%, giá trị giải ngân tăng thêm 1,014 tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng 1,47%, giá trị giải ngân tăng thêm 1,3 tỷ đồng. Công an tỉnh tăng 0,9%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,35 tỷ đồng. Sở Tài chính tăng 3,67%, giá trị giải ngân tăng thêm 2,13 tỷ đồng. Huyện Chiêm Hóa tăng 0,4%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,9 tỷ đồng. Huyện Na Hàng tăng 2,37%, giá trị giải ngân tăng thêm 7,013 tỷ đồng. Huyện Sơn Dương tăng 0,05%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,162 tỷ đồng. Huyện Lâm Bình tăng 0,28%,
giá trị giải ngân tăng thêm 0,11 tỷ đồng. Huyện Hàm Yên tăng 0,03%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,33 tỷ đồng. Trong phần tiếp theo của chương trình, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cho ngành nông sản, tích cực phòng chống bệnh đau mắt đỏ. Khoa học công nghệ là đòn bẩy trong việc nâng cao năng suất chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Đây là khẳng định của các đại biểu tại hội thảo ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo để tăng cường năng lực xuất khẩu cho ngành nông sản Việt Nam được tổ chức vào ngày 27 tháng 9 tại Hà Nội. Nông sản là một trong những ngành xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Để nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm nông sản, thời gian qua các ngành địa phương đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ. Nhờ đó mà nông sản Việt Nam đã đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu. Hơn là để đáp ứng và những cũng như là về chất lượng thì cái khoa học công nghệ và những cái về yêu cầu về chất lượng ngày càng được công ty chú trọng và đào tạo cũng như là học hỏi cũng như là đầu tư thêm về cái công nghệ này. Muốn đáp ứng cái chuyện đấy thì ứng dụng công nghệ, đặc biệt là cuộc cái thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 cũng như là cái trình đổi mới sáng tạo các quy trình từ sản xuất tất cả bảo quản vận chuyển và vân vân liên quan đến nông sản được phải đáp ứng, đấy là cái đòi hỏi bắt buộc. Là lĩnh vực chiếm tỷ lệ nghiên cứu ứng dụng lớn nhất của hầu hết địa phương, kết quả của ngành nông nghiệp đều có sự đóng góp của khoa học công nghệ thông qua việc khuyến khích phát triển sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, năng lực nghiên cứu, dự báo và thông tin thị trường được nâng cao để kịp thời định hướng tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các chính sách về giảm nghèo, các đề án phát triển kinh tế, khuyến khích hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh. Đó là cách mà Hội Nông dân xã Đạo Viện huyện Yên Sơn đồng hành, hỗ trợ hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Kinh tế rừng đã và đang mang lại cuộc sống ấm no cho bà con nhân dân thôn 4 xã Đạo Viện. Cả thôn hiện có hơn 90% số hộ trồng rừng. Trồng rừng thì nói chung là nó thay đổi rất nhiều so với trước, mà kinh tế nó cũng hơn. Giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Nông dân xã Đạo Viện đặt ra. Theo đó, trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật, vận động hội viên tích cực lao động sản xuất, lồng ghép linh hoạt các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua của hội, đồng thời hỗ trợ hội viên nông dân triển khai những mô hình phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện để hội viên tham gia vào các dự án giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế xã hội, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hội Nông dân xã Đạo Viện chúng tôi là tích cực tuyên truyền bà con nhân dân, thứ nhất là vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, phát triển về trồng rừng sản xuất, chăn nuôi. Nguồn vốn của đi vay về thì rất là hiệu quả. Nhiều người dân cũng như là hội viên, hội nông dân đã mở được những mô hình trang trại nhỏ để và từ đó là nâng cao đời sống. Các hoạt động hỗ trợ của Hội Nông dân xã Đạo Viện đã góp phần làm cầu nối, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp của hội viên ở địa phương xây dựng các mô hình kinh tế. Đời sống của hội viên không ngừng được nâng lên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây là cơ sở để Hội Nông dân xã Đạo Viện tiếp tục khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức ở địa phương, góp phần tập hợp, thu hút đông đảo nông dân vào hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Những năm gần đây, khoa ngoại thận tiết niệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới và khó, đem đến tin vui cho nhiều người bệnh. Một ca phẫu thuật cắt thận nội soi. Ưu điểm của phương pháp này vượt trội hơn mổ mở cắt thận là vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, sẹo mổ nhỏ, vừa ít xâm lấn, không có tai biến, biến chứng nặng nề, rất an toàn và hiệu quả cho người bệnh. Những ca phẫu thuật như thế này đã được các bác sĩ tại khoa ngoại thận tiết niệu thực hiện nhiều năm nay, giúp bệnh nhân được điều trị ngay tại tỉnh mà không phải chuyển tuyến trung ương. Thì bây giờ sử dụng các cái dịch vụ kỹ thuật cao như này, thì các cái vết mổ chỉ rất là nhỏ thôi, bệnh nhân sẽ nhanh chóng hồi phục lại cái sức khỏe, nhanh chóng quay trở lại với cái sinh hoạt và lao động hàng ngày. Cùng với những ứng dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt thận,
các bác sĩ khoa ngoại thận tiết niệu đã thực hiện thành công kỹ thuật tán sỏi nội soi ngược dòng bằng ống mềm, ống cứng, tán sỏi qua da đường hầm nhỏ và nhiều kỹ thuật khác. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới cùng với sự trợ giúp của nhiều thiết bị công nghệ hiện đại, các hoạt động chuyên môn tại khoa đã không ngừng được nâng cao, công suất sử dụng giường bệnh tại khoa ngày một tăng. Để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, khoa sẽ phát triển đi sâu về phẫu thuật nội soi tiết niệu, điều trị vô sinh nam, phối hợp phẫu thuật và hóa trị để điều trị ung thư tiền liệt tuyến, ung thư bàng quang. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, ban giám đốc luôn luôn tạo điều kiện cho cán bộ đi học. Thứ nhất là học nâng cao về chuyên môn, các bác sĩ đi học chuyên khoa 1, thạc sĩ hay là nghiên cứu sinh chuyên khoa 2. Ngoài cái đi học dài hạn như thế thì còn có các cái đợt học ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng để cập nhật các cái kỹ thuật cao này, các cái kỹ thuật mới. Bệnh viện cũng được trang bị rất là đầy đủ các trang thiết bị máy móc về dàn nội soi, về các máy laser công suất cao để triển khai các dịch vụ kỹ thuật. Chồng tôi được chuyển từ Lâm Bình xuống thì được đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ mổ sỏi thận tiết niệu rất là thành công. Về tinh thần phục vụ thái độ của đội ngũ y bác sĩ thì mình thấy là rất là nhiệt tình, ân cần. Và hàng ngày chồng mình cũng như là các bệnh nhân khác thì được thăm khám thường xuyên tại giường bệnh. Thành công của việc ứng dụng các kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị bệnh cho nhân dân, đồng thời tạo điều kiện cho người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ y tế tiên tiến, hiện đại. Ngày 27 tháng 9, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Hàm Yên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu Giọt hồng xứ Tuyên năm 2023. Đây là lần thứ 10 anh Nguyễn Đoài Thương tham gia hiến máu với mong muốn đóng góp vào ngân hàng máu để cứu người. Lần thứ 10 mình tham gia hiến máu, đây là một nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam. Hiến máu cứu người là một hoạt động hết sức ý nghĩa mà hàng năm huyện Hàm Yên thường xuyên tổ chức. Nếu như có đủ điều kiện thì mình sẽ tiếp tục tham gia hiến máu nhiều lần tiếp theo nữa. Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Tuyên năm 2023 tại huyện Hàm Yên đã thu hút trên 700 đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang đăng ký tham gia hiến máu, chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân đang cần máu để điều trị. Trước đó, huyện Hàm Yên đã làm tốt công tác chuẩn bị nên các khâu khám sức khỏe, xét nghiệm và lấy máu diễn ra nhanh gọn, đúng trình tự. Qua ngày hội, Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận được trên 500 đơn vị máu. Số máu thu về đã được chuyển về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để phân phối tới các bệnh viện nhằm phục vụ cho công tác cứu chữa, cấp cứu, điều trị các bệnh nhân trên cả nước. Buổi hiến máu Giọt hồng xứ Tuyên, cảm nhận được cũng sự nhiệt tình, nhiệt huyết của các bạn đoàn viên thanh niên trong vai trò xung kích, tiên phong trong các phong trào tình nguyện xã hội. Chúng tôi rất cảm ơn lực lượng máu của dân Hàm Yên dành cho viện và cũng dùng như truyền máu để cho những cái đơn vị máu bệnh nhân mà thiếu và cần truyền lúc khó khăn nhất. Ngày hội hiến máu đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống tương thân tương ái, là một hoạt động nhân đạo thường xuyên được các cán bộ công chức viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Hàm Yên tích cực hưởng ứng. Dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên cho 71 cá nhân đã có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện. Thưa quý vị, thời gian gần đây, số bệnh nhân đau mắt đỏ hay là bệnh viêm kết mạc có chiều hướng tăng mạnh, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Trường Tiểu học An Tường, thành phố Tuyên Quang. Chỉ cách đây vài ngày, có hàng chục em học sinh đau mắt đỏ trong cùng một lớp. Nhà trường và phụ huynh học sinh đã triển khai nhanh các biện pháp phòng dịch, không để đau mắt đỏ thành dịch. Nhà trường cũng đề nghị giáo viên chủ nhiệm thành lập các nhóm Zalo để tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về cái bệnh dịch đau mắt đỏ, để phụ huynh kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, kết hợp với nhà trường, rồi kết hợp với trạm y tế phường An Tường để phòng chống dịch cho các em. Các nhà trường đang tăng cường phối hợp với phụ huynh, học sinh để phòng tránh bệnh. Đối với những em học sinh nghỉ học do bị đau mắt đỏ, giáo viên chủ nhiệm cũng chủ động giao bài để các em có thể ôn tập ở nhà, đảm bảo kiến thức cho các em. Trước khi là lớp mình có bạn có đau mắt đỏ ấy, thì tôi sẽ phối hợp với các bậc phụ huynh để phòng mắt, nhỏ mắt mà cho con uống thuốc để đảm bảo cho con là khỏi mắt rồi thì mới tham gia vào lớp học. Ngoài ra thì buổi chiều đến, buổi tối đến ở nhà thì tôi sẽ giao bài tập về nhà cho các con để các con làm theo đúng bài tập ở trên lớp.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, dịch đau mắt đỏ xảy ra hàng năm. Tuy nhiên, năm nay dịch kéo dài hơn. Cái đợt này thì cái dịch đau mắt đỏ thì nó tiến triển, nó nặng và nó gây nên cái viêm giác mạc và cái thời gian điều trị vì thế mà kéo dài thêm. Số người bệnh thì họ lại còn đắp bằng nhiều cái loại lá. Cái đấy là thực sự là nó không tốt và nó có thể gây những cái biến chứng nặng nề và có những trường hợp là không thể điều trị được. Các bác sĩ cũng khuyến cáo đối với người dân khi nghi ngờ mắc bệnh nên đi khám tại các cơ sở chuyên khoa mắt để được hướng dẫn điều trị, phòng bệnh lây lan, không nên tự ý mua thuốc uống hay thuốc nhỏ mắt có thể gây tổn hại đến mắt. Tin thế giới, Thượng viện Mỹ đã có bước đi hướng đến một dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn việc chính phủ nước này phải đóng cửa cho hết ngân sách do hết ngân sách hoạt động, trong khi Hạ viện Mỹ lại đang tìm cách thúc đẩy một biện pháp khác nhưng chỉ nhận được sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa. Với tỷ lệ 77 phiếu thuận và 19 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bắt đầu phiên tranh luận về một biện pháp giải cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ đến ngày 17 tháng 11, gồm khoảng 6 tỷ đô la Mỹ cho các phản ứng cứu trợ thiên tai khẩn cấp và khoảng 6 tỷ đô la Mỹ khác hỗ trợ cho Ukraine. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đang thúc đẩy một dự luật gắn vấn đề siết chặt kiểm soát biên giới và người nhập cư vào việc cấp ngân sách ngắn hạn cho chính phủ. Động thái dường như sẽ khó nhận được sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ để có thể trở thành luật. Ngày 26 tháng 9, Ngân hàng Thực phẩm Canada lần đầu tiên công bố báo cáo về tình trạng nghèo đói, trong đó cho biết gần 7 triệu người ở nước này đang phải vật lộn để có đủ thực phẩm trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt do lạm phát tăng cao. Báo cáo của Ngân hàng Thực phẩm Canada dẫn số liệu khảo sát cho thấy hơn 42% số người được hỏi gặp khó khăn về tài chính, khoảng 18% đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và 33% không hài lòng với mức sống hiện tại. Theo báo cáo này, khoảng 2,8 triệu người ở Canada đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn do tác động của đại dịch COVID-19, lạm phát leo thang và nhiều yếu tố khác. Ngân hàng Thực phẩm Canada gồm một mạng lưới các điểm cung cấp thực phẩm trên toàn quốc nhằm giảm bớt khó khăn và ngăn chặn nguy cơ đói nghèo trong cộng đồng. Tổ chức này hiện đang hợp tác với rất nhiều đối tác để thực hiện mục tiêu. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã khởi kiện Amazon với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền, cho rằng nhà bán lẻ trực tuyến này gây tổn hại cho người tiêu dùng khi khiến họ phải mua hàng với giá cao. Đây là nỗ lực pháp lý mới nhất của chính phủ Mỹ nhằm vào các ông lớn công nghệ đang chiếm vị thế chủ đạo trên mạng Internet. Cụ thể, đơn kiện do 17 Tổng trưởng lý bang đứng đơn tiếp nối cuộc điều tra kéo dài 4 năm về hoạt động kinh doanh của Amazon cũng như sau các vụ kiện tương tự nhằm vào Meta và Google. Theo đơn, Amazon bị cáo buộc đã sử dụng các điều khoản hợp đồng để ngăn người bán hàng bên thứ ba và người bán chào giá sản phẩm thấp hơn giá đăng trên Amazon. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.